cần phân chia rõ trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra thiệt hại cho các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4. Đây là một trong những nội dung được đề ra tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng với tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến vướng mắc mà Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam CTCP, PV Power gặp phải tại dự án nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4, như còn khoảng 30 hectare đất chưa được ký hợp đồng thuê, dẫn tới nguy cơ ngân hàng và các tổ chức tín dụng nước ngoài dừng giải ngân vốn cho dự án. Tổng Công ty Chính nghĩa chưa đồng ý cho PV Power cắt đường số 4 nằm trong khu công nghiệp Ông Kèo để thi công tuyến kênh xả nước làm mát. Hai bên cũng chưa thống nhất được phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng quyền lợi và nghĩa vụ giữa các doanh nghiệp thực hiện dự án chưa rõ ràng, dẫn đến các vướng mắc này. Hai doanh nghiệp này làm ăn với nhau mà không rõ ràng về quyền lợi, nên nó cứ lằng nhằng. Phải đúng theo pháp luật mà rõ làm về quyền lợi đi chứ. Ai bỏ tiền ra bồi thường giải phóng mặt bằng? Ai được phê duyệt để mà giao đất triển khai dự án? Phải rõ ràng ngay từ đầu chứ. Nhà nước với nhà nước đừng có mong kiếm lợi trong cái này. Làm đúng giá trị, đúng nghĩa vụ, đúng trách nhiệm là được rồi. Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của Bí thư là chúng ta cố gắng làm cái thủ tục cho tốt rồi triển khai dự án, chứ đưa cái dự án mà triển khai theo kiểu dở dang này vào là rất khổ cho địa phương cũng như rất khổ cho bộ ngành rồi là cho doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm của ngành năng lượng. Việc hoàn thành dự án đúng tiến độ có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh năng lượng quốc gia. Đề nghị tỉnh Đồng Nai trong thời gian từ nay đến trước 31 tháng 5 là hoàn thành cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho P-Power để bảo đảm đủ cái căn cứ pháp lý cho cái dự án này tiếp tục được duy trì. Thế còn để mà giải quyết được cái vấn đề pháp lý thì thống nhất ban chỉ đạo và đoàn công tác là thống nhất với tỉnh Đồng Nai là dù thế nào thì chúng ta phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các bên liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện đảm bảo cho PV Power tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch để đồng bộ các dự án giải tỏa công suất điện.